Các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình nha. Thì sau khi mà mình tham quan trại cá của chị Hằng rút đi á mọi người, thì công nhận một điều là các bạn không nên ngắm cá mua ly nha các bạn. Tại vì các bạn ngắm là các bạn ghiền đó. Mình là một nạn nhân các bạn, mình có tìm hiểu về chúng vài ngày đây thôi, nhưng mà khi mà tới trại chị Hằng á mọi người, tới thực tế á mọi người, thì công nhận cái con Molly á trên video á nó không có đẹp bằng mọi người ra ngoài thực tế đâu mọi người. Nếu mà mọi người ra ngoài thực tế á mọi người, thì mọi người sẽ thấy cái vẻ đẹp của nó. Mình nói thiệt, nó rất là đẹp luôn mọi người. Nên mình đã được chị Hằng tặng cho một cặp Molly mọi người. Này là sự thật, chị Hằng tặng cho mình một cặp Molly mọi người. Rồi kèm đó mình cũng có mua thêm hai cặp tơ của chị Hằng ha mọi người ha. Đấy thì mình cũng đã đậu về tổng là ba cặp Molly. Thì mình về mình sẵn mình quay cái video này để thả cá Molly. Và chắc từ giờ á mọi người, thì sẽ là một cái series xuyên suốt về cá mô ly. Tại vì mình thấy ở trên mạng á mọi người, thì những anh em mà chia sẻ kiến thức về cá mô ly nè, mình thấy cũng khá là ít mọi người. Đấy thì mình cũng không có biết gì hết trơn á, thì mình cũng nuôi cá, bây giờ mình mới lấy cá về luôn. Và mình nuôi trong quá trình nuôi có những cái kinh nghiệm hay là những cái trục trặc khó khăn gì á mọi người, thì mình sẽ hỏi chị Hằng. Đấy chị Hằng sẽ hỗ trợ cho mình đó mọi người. Thì mình cũng nói vậy, nói chung chị Hằng rất là nhiệt tình. Nếu mà ai mà chưa xem cái video tham quan trại cá của chị Hằng, thì mọi người click vào cái trang của mình á, hoặc là ở cuối video sẽ có đường link tới video đó ha mọi người ha. Đấy đó, trại chị Hằng rất là nhiều cá mô ly mọi người đó, thì anh em cần thì có thể liên hệ chị Hằng ha. Còn bây giờ cùng mình thả cá mô ly nha, let's go. Thì quay sơ lại cho mọi người, đây là dàn cá của mình ha. Mình ở nhà mình chỉ toàn coi rết y thôi mọi người. Đấy, coi rết y thôi mọi người. Đó, viên vàng luôn. Mà sắp tới rồi cũng hết rồi mọi người. Còn các con không à. Mình không không lên cá nhiều mọi người. Rồi tí nữa mình sẽ có một vài cái sắp tới đi. Một vài cái combo mình sẽ đăng cho anh em xem ha. Này full lân không à mọi người. Cá có chút xíu mà nó full lân hết rồi. Còn này là dàn cá giống của mình nè. Cá giống mình nuôi nó cũng rất là đơn giản ha, chỉ khay với cá thôi mọi người. Giờ hiện tại mình tắt đèn đó mọi người. Ngoài ra thì mình được bạn mình đó mọi người, Cường á, Cường mình có quay video về cá của Cường á, anh chàng nuôi tô bát đó mọi người. Đó thì mọi người có thể thấy nè, cái cũng được Cường tặng luôn, Cường tặng cho tô bát đây nè mọi người. Sắp tới á, qua Tết thì Cường có dòng tô bát này rất là nhiều mọi người. Nếu anh em nào mà yêu quý cái dòng này có thể ủng hộ Cường ha. Đó chi tiết thì cũng có ở video đó mọi người, sau này mình sẽ cập nhật thêm về cái dòng này. Còn hiện tại của mình nữa mọi người, nhà thì chỉ toàn coi ghét ghê thôi. Mọi người thấy đã không, nó kiểu full lân hết rồi mọi người. Đấy, máy này là hàng giống của mình mọi người đó. Mọi người coi các con này đó. Rồi quay về vấn đề chính nha mọi người. Thì đây là Molly này mọi người, mình lấy bên chị Hằng về đó. Thì giờ mình cũng chả biết cái gì về nó hết trơn á mọi người, chỉ biết là cái cặp này là cặp sinh sản nè, cặp sinh sản mắt đỏ nha mọi người. Còn đây là bên này là đuôi én, để mình quay cho mọi người xem nha, tại vì nãy giờ mình cũng ngâm bọc đó mọi người. Đó đây đó, trời ơi mọi người thấy đã không, rất là đẹp luôn mọi người. Mình nói thiệt, ở trong cái bọc là nó chưa có được cái vẻ đẹp của nó mọi người. Tí nữa mình sẽ kiểu như mình thả ra, mình bắt vô hồ sơ cho mọi người xem ha. Đây là một cặp size sinh sản này mọi người, size sinh sản. Còn bên đây là mình có bắt thêm của chị Hằng là size to nha mọi người, hai cặp size to đấy đó. Đây, nãy giờ mình ngâm để cho nó quen cái nhiệt độ nước đó mọi người, xong mình bắt đầu thả ra. Thì đây mọi người, mình quay một tay á mọi người nên mình không chạm vô điện thoại lấy nét được, nên mọi người thông cảm coi giúp mình ha. Đó, cái này là dòng Molly Full Platinum nha mọi người. Cái này là lem mắt xanh, trời ơi cái con mắt nó đẹp lắm mọi người.
cái điện thoại lên nhé cho mấy bạn coi nè. Đây, tại vì mình quay một tay á, một tay cầm một tay ấy, mọi người không lấy nhắc được cho mọi người xem, rất là đẹp luôn. Wow, đó mọi người có thể thấy nhìn ở trong bọc thôi là nó đã đẹp rồi mọi người. Ở bên ngoài á, nói thiệt luôn á, ở bên ngoài nó còn đẹp hơn đó mọi người. Thì mình có tham khảo chị Hằng đó mọi người, thì chị Hằng kêu cái con này nó trâu lắm mọi người, nó dễ nuôi hơn cả cái con guppy đó mọi người. Nên nhưng mà mình cũng kiểu như mình ấy á mọi người, tại vì nó đẹp lắm, nếu mà có sơ sót gì á mình tiếc lắm mọi người. Thì mình cũng đã ngâm bọc rồi mọi người, giờ thì mình chắc chắn sẽ thả cá để mình ngâm cũng được nửa tiếng hơn hả mọi người. Đấy, giờ mình sẽ thả cá mọi người, mình để mình kiếm cây kéo mọi người, mình cắt cái bọc. Đây này, ở trong nhà mình còn con Molly thì mình nuôi ngoài trời nha mọi người. Giờ mình sẽ cắt cái bọc ra mọi người, đợi mình tí nha. Rồi đây mọi người, giờ mình sẽ cắt cái bọc ra mọi người, mình mới đợi trên cái góc đó mọi người, để quay cho nó dễ. Đây thì kiểu mình cho nó quen cái nguồn nước đó mọi người. Chị Hằng kêu cái con cá này dễ nuôi lắm, giờ thả ra cái ào luôn cũng được đó mọi người, nhưng mà thôi mình quý á mọi người. Thì cái cặp cá này mắt đỏ này mọi người là cái cặp cá mà chị Hằng tặng mình đó mọi người. Trời ơi, mình quay mình tham khảo mình chơi, mình quay cho mọi người xem, nhưng mà chị Hằng lại tặng cho mình một cặp cá mình cảm thấy rất là quý luôn mọi người. Cái này là cái chia sẻ cá nhân nha. Đấy rồi, mình giờ mình cũng chả biết gì về Molly hết mọi người, thì giờ mình về mình nuôi rồi mình trải nghiệm đó mọi người. Rồi nói chung là có cái gì mình quay cái đó cho mọi người xem ha. Rồi xong rồi này mọi người, đây mọi người, đây là sau khi mình cắt bọc ra nè, để mình quay cho mọi người xem. Thì mình có hỏi thì chị Hằng chia sẻ là cái con Molly đây á mọi người, cái dòng mắt đỏ mọi người, thì cái trên cái thân của nó sẽ vàng vàng chứ nè, tuy là platinum ha, nhưng mà nếu mà nuôi trong đúng nền đó mọi người, ý như là nuôi nền trắng nè, đó nền trắng thì nó sẽ ấy. Với lại mình cũng tận dụng cái thùng mút mình lót cái ni lông thôi mọi người, đó mình nuôi chúng luôn để không biết có lên màu hay không mọi người. Đây cũng vậy nha mọi người, bên đây thì là bốn con này đó, mọi người thấy đã không, cái màu xanh đó mọi người, cái con mà màu xanh đó, thì nó sẽ lên trắng đã hơn mọi người, đó rất là đẹp luôn. Giờ thì cũng như những cái bước thùng cá mình áp dụng cá bảy màu qua thôi mọi người. Thì mình sẽ chăm nước vô cho tụi nó nha mọi người, cho nó quen lần lần đó mọi người. Đấy, bên cặp cá này cũng vậy nha mọi người, đó thì cứ múc miếng nước của nó này mọi người chăm vô thôi. Đấy ơi, đừng có vô nhiều. Đấy, mình chăm nước từ từ vậy thôi mọi người, đó cho nó quen với lại cái nguồn nước mới mọi người, đỡ bị sốc đồ này nọ mọi người. Đó đây, đây. Để mình quay cho mọi người xem, mọi người thấy đã không, rất là đẹp luôn mọi người. Tí nữa để mình thả ra rồi cái mình văng lên treo sơ cho mọi người xem nha. Ừ, tuyệt vời lắm mọi người, nó đẹp nhất nách luôn. Còn cái bọn mà mắt đen lên xanh nha mọi người, đó là nó trắng kiểu ngọc trinh luôn. Trắng không tìm vết luôn nha mọi người, trời ơi quá đẹp luôn. Thì cái style nuôi cá của mình thì rất là đơn giản mọi người, chỉ có nước thôi. Đấy thì mình nuôi mình chỉ nước với lại cá thôi mọi người, mình cũng không có muốn bỏ gì vô thêm á mọi người. Cùng lắm thì mình trồng thêm mấy cái nhánh chầu bà như thế này rồi mọi người, đó cho nó đẹp thôi. Này là cái hồ ghi bông của mình đó, còn này là hồ coi ghét đi ha mọi người ha. Đấy rồi, giờ thì trong quá trình thùng nước mọi người thì mình
có hồ đây chắc mình sẽ vào một mớ cá con này lên mọi người. Đấy, mình sẽ vào lên cái cây này cho nó nhanh lớn mọi người. Mọi người coi cái khay này mình giá lại đâu, cái miếng này miếng giá thâu nhôm nữa mọi người, cái bẹt của mình nó bị lủng mọi người ơi. Đấy, nên mình giá lại luôn, nhưng mà vẫn nuôi cá tốt nha, vẫn nuôi cá ok mọi người. Thì đây là coi rất yêu mọi người ha. Đó, quá đã luôn. Đây này. Đấy, rất là đẹp. Còn đây là cá trống này mọi người, cá trống coi rất yêu bên mình thì mình nuôi mình thấy nó đẹp lắm mọi người. Đó, mọi người thấy một màu đỏ rất là đã luôn. Còn đây cây mình đang cùng nước rồi mọi người. Đó, đây là cá mình nuôi cùng nguồn nước đó mọi người, nhưng mà mình vẫn mỗi lần dời cây dời đồ ha là mình vẫn phải thùng nước kiểu này mọi người, tại vì nó dễ sốc lắm mọi người, mấy con cá bể mồi nhạy cảm lắm. Còn đây là cá cơ đen lên này mọi người. Đấy, bên này là cũng một bầy ẩn nấp hết rồi, để mình gõ nó ra này. Đó, mọi người thấy đã không? Nó tưởng cho ăn mọi người, còn đây nó này tù nhất luôn. Còn cái này mình chuẩn bị ship cho khách rồi mọi người. Đó, đây cá con. Đấy, rồi giờ thì mình sẽ thùng nước vô ly đây. Đấy, cứ 5-10 phút á các bạn chăm miếng nước cho nó quen nha mọi người. Mình làm vậy cho chắc mọi người ơi, chứ đâu có biết làm sao đâu. Còn cái hồ đây mình sẽ thấp nó có dính mấy cái gì rồi mình không có ra nha. Đấy, thì như là có dính do bẩn hay là gì đó ở dưới đấy á, thì các bạn cứ hút nó ra ok ha. Rồi, đây là các con mọi người, đây là mọi người coi nó đĩa này. Có con cá đi ngộ á, xù quẩy rồi này nọ ha, nhưng mà nó vẫn đĩa cho mình mọi người. Chả hiểu làm sao luôn. Đây là bầy các con, còn bà này muốn đĩa tắt ra mọi người, hãy nắp lại cho nó đĩa, tại vì cái đặc tính con cá bể màu ở đĩa trong tối mọi người ơi. Rồi quay lại vấn đề chính đó, thì cái dòng cá mô ly này nó sẽ như vậy. Mình mới lấy về rồi mình hôm nay là một cái video thả cá rồi quay tập những cặp cá mô ly mà mình mới cậu về ra sao. Đấy, anh em nào mà đang có ý định chơi mô ly hay là muốn tìm hiểu thêm dòng mô ly có thể tìm hiểu cùng với mình nha, mình không biết gì luôn mọi người. Đây đó, nếu mà anh em cùng mình chơi cá ha, cùng mình tìm hiểu cái dòng cá này ha. Đấy, và đừng có mọi người đừng có quên, nếu thấy video này hay bổ ích là đẹp nè thì có thể đăng ký kênh giúp mình ha. Đó, trời ơi, nhấn cái nút đăng ký kênh của mọi người á, với lại nhấn bình luận hay là nhấn cái nút thả like của mọi người, đó là một cái động lực rất là to lớn luôn đó mọi người, để cho mình có thể tiếp tục ra thêm nhiều video hơn nữa nè. Đấy, chia sẻ với anh em đồng hương và cũng như là những anh chị tôi thích cá cảnh nè. Đấy, đó rất là tuyệt vời luôn mọi người. Đó, nói chung là mình cảm ơn mọi người nha, cảm ơn những anh chị em, những người anh người chị cô chú hay là những người em đã đăng ký kênh của mình nè, hay là đã xem hết video của mình, rất là respect mọi người luôn mọi người. Vâng, rất là tuyệt vời. Đấy, rồi giờ thì mình tiếp tục thùng nước thôi mọi người. Đấy, cứ mọi người cứ 5-10 phút mọi người vô nước một lần vậy là ok mọi người. Rồi, tự nhiên giờ nắng lên rồi mọi người, chắc mình phải chia lại bớt đó mọi người, chứ nắng quá cũng không tốt cho cá. Rồi, tí nữa sau khi mà thả cá ra mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Trong thời gian mình chăm nước đó, mọi người, thì mình cũng đã dọn dẹp xong được cái khu này. Mới nãy mọi người thấy cái khay nhiều không, giờ thì nó đã gọn gàng ngăn nắp rồi mọi người. Rất là tuyệt vời. Thì sau khi mà mình cảm thấy cái nước đó mọi người, cái nước nó nhiều nhiều hơn cái nước cũ đó mọi người, thì bây giờ bắt đầu mình thả cá ra nha mọi người. Đấy, thì trước khi thả cá ra mọi người thì mình cũng sẽ quay cho mọi người xem ha, là ở dòng cá này nó sẽ đẹp như thế nào nha mọi người. Mô ly nha mọi người, thì kiểu như nó sẽ giống như bình tích đó mọi người. Đấy, nó một một kiểu kiểu như vậy á mọi người. Nói chung mình cũng không biết diễn tả sao nữa mọi người. Đấy, mình chỉ biết và muốn quay cho anh em xem cái vẻ đẹp của nó thôi ha. Đây mọi người,
Đấy, giờ mình sẽ cho nó vô cái keo. Đó. Đây ha. Đây, mình để trên đây đi. Rồi, mình quay cho mọi người xem nha. Đó. Đây là cái con Molly tròn này mọi người. Thì sau cái cuộc trò chuyện cũng như là tham quan chạy cá chị Hằng đó mọi người, thì mình phân biệt được cái con này là cái con cá trống nha mọi người. Đấy, cái con cá trống thì mọi người có thể thấy nè, cái ở dưới cái bộ phận sinh sản của nó, mọi người thấy nó dài không? Đấy, thì cỡ cái size này là mình sẽ phân biệt được cá trống mái nha mọi người. Đó, rất là tuyệt vời ha mọi người ha, quá là đẹp luôn. Vâng, giờ mình cho nó vô cái hồ đây luôn mọi người. Đấy, thì một cái hồ thùng mút cắt đôi ra như thế này thì mình sẽ nuôi 2 cặp nha mọi người. Cái nguyên tắc của mình thả cá nào cũng vậy, dù là dòng cá nào cũng vậy mọi người, mình sẽ đợi cái nước nó thấp thấp một chút ha. Đó, mọi người có thể thấy nè, mực nước nó chỉ cỡ lóng tay mình nè mọi người, 2 mắt tay á. Đấy, cho con cá nó ít hoạt động, nó bơi ấy mọi người. Thì hôm sau này mình sẽ nâng mực nước lên từ từ ha. Rồi đây, có bà đây không biết bà có bơi ra ngoài không? Ôi trời ơi, chưa gì bơi ra ngoài luôn rồi mọi người ơi. Đây, để mình quay cho mọi người xem. Đó, không biết con này là cá, đây là con mái đây mọi người ơi. Đó, anh em nào, đây, con mái nè. Có gì anh em xem giúp mình đúng không nha. Đó, thì cái bộ phận sinh dục ở dưới đó mọi người, bộ phận sinh sản của nó thì nó sẽ là hình tam giác nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ là một cái hình tam giác như thế này, còn cái con trống ở đây nó sẽ cái ba cái quay ở dưới mọi người, nó sẽ tụ lại một chỗ rồi nó nhọn hơn ha. Còn con cá mái thì nó sẽ vuông vuông như thế này mọi người, nó rất là đẹp ha. Con này con size to thôi mọi người, thì mình có hỏi thì chị Hằng nói kêu con này tầm 2 tháng mấy à, chưa tới 3 tháng nha mọi người. Rồi giờ thì sao cái điện thoại của mình nó không lấy nét mọi người ơi, trời ơi bực bội vậy đó. Đấy, giờ thì mình sẽ cho nó vô luôn. Well, very good, rất là tuyệt vời anh em ơi. Trong đây thì còn hai bí nữa mọi người. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Đây, đây mọi người, để mình cố gắng mình quay cho mọi người xem. Ơi ra ngoài luôn rồi mọi người ạ. Thì mình tính múc sâu cho mọi người xem mà có biểu ra hoài luôn rồi. 1 2 3 ủa đây 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 đây, còn bà trong bọc hết hồn mọi người ơi. Tại vì mình vừa cầm cái điện thoại mình vừa quay với mọi người nên mọi người thông cảm nha, kiểu nó hơi khó quay á. Này mình kẹp vô chân mình này. Quay cho mọi người xem đó, vừa vô mọi người ạ. Đấy, mình cố gắng mình quay đó. Rồi thì cái hàng to này thì mình lấy của chị Hằng 2 cặp mọi người. Cái nước đây là cái phân của nó mọi người, nên mọi người bỏ đi ha, không có cần thiết. Rồi lại tiếp mình quay cho mọi người xem nè. Rồi đây, đây mình lấy nét cái nha mọi người. Đó mọi người thấy mắt xanh đã mọi người, cái này là mắt đen lem xanh thôi nha mọi người, chứ chưa kiểu như nó chưa xanh hay sao mọi người. Chị Hằng nói vậy á. Mình thì cũng không rành, để mình trải nghiệm thử, anh em cùng mình trải nghiệm nuôi Molly ha. Nếu anh em xem được video này cảm thấy thích xét dòng cá Molly này có thể liên hệ chị Hằng ha. Đợi tí nữa thì thông tin chị Hằng mình có để video trước mọi người, mọi người cần thì cứ bình luận lại ở dưới video này ha, mình sẽ trả lời lại cái địa chỉ đó ha, hoặc là mình chắc mình để trong phần mô tả luôn đi mọi người, cho anh em cần thì anh em có thể liên hệ chị Hằng ha. Rồi đây mọi người, wow nhìn đã lắm mọi người, nhìn nó rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Đây là nhìn từ trên xuống nè mọi người, có một màu xanh, một màu trắng chứ, một màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi giờ thì mình cũng cho mấy bà vô luôn chứ. Đấy, rồi thì mới vô hồ mới còn khá là nhoi, thì mới vô hồ mới chắc ngày hôm nay mình sẽ không cho chúng ăn đó mọi người. Đấy, cho mấy bà tập làm quen với hồ ấy, với lại đây cũng là buổi chiều rồi mọi người.
nên thôi để cho chúng làm việc, thấy bơi cưng không mọi người, rất là đẹp ha. Thì mình chắc mình sẽ nuôi đơn giản như vậy thôi mọi người, chứ không có gì cầu kỳ, nước với cá hơn rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ qua cái cặp cá sai sinh sản này nha mọi người. Sai sinh sản thì nó cái con cá nó lớn hơn rồi mọi người. Rồi để mình quay cho mọi người xem nha, nói thiệt luôn rất là đẹp luôn mọi người. Đó, wow, thì đây là con cá trống nha mọi người. Đó, con cá trống thì mọi người có thể thấy ở dưới mọi người thì nó sẽ dài lắm. Đó, cái quầy dưới của nó tụ lại và nó dài như thế này ha mọi người ha. Đấy, mọi người thấy sao mọi người? Trời ơi, riêng mình là mình thấy mê luôn mọi người. Thì chắc ở trong video mọi người nhìn không thấy được cái vẻ đẹp của nó đâu mọi người. Nó không đẹp đẹp bằng các bạn mà xem ở ngoài á. Đấy, đấy, rồi mình sẽ cho nó vô luôn nha mọi người. Cái điện thoại này lấy nét kém kìa. Đấy, rồi giờ mình sẽ cho nó vô rồi. Đấy, rồi còn chú cá mái, cá mái cũng đẹp không hề thua cá trống đâu mọi người. Mở đằng sau cho mọi người xem nha. Đây, wow, còn gì bằng. Mọi người thấy cái mắt đỏ đẹp không? Thì hiện tại mình đang trải nghiệm thử cái con mắt đỏ này với lại cái con mắt đen lem xanh mọi người, để nuôi một thời gian thử nó có lên xanh hoàn toàn nha mọi người. Đó, quay cho mọi người xem thôi. Wow, cái này là đuôi én đó mọi người, nó có hai cái bi về sau á mọi người. Đấy, rất là đẹp ha. Rồi ơi, không biết nói gì đâu mọi người, rất là đẹp luôn. Rồi giờ thì cũng giờ chiều rồi mọi người, mình cũng tranh thủ thả chúng ra chứ mọi người. Đấy, cho chúng làm ven hồ. Rồi cùng mình nuôi cá mô ly nha mọi người. Thì đây là cũng là cái trải nghiệm đầu tiên của mình luôn mọi người. Mình chưa chưa từng nuôi cái dòng này luôn mọi người. Thì giờ mình bắt đầu mình sẽ trải nghiệm thử dòng cá mô ly này, tại vì nó rất là dễ thương luôn mọi người. Nó bỏ vô mà mọi người coi dưới máy rồi. Rất là tuyệt vời ha mọi người ha. Rồi còn bịch nước đây thì mình sẽ không xài nữa nha mọi người, tại vì đợi nãy giờ nó cũng dơ lắm. Rồi vậy là xong rồi mọi người ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mình sẽ cập nhật cái tình hình cái bầy cá mô ly này, đặc biệt là trong quá trình nuôi có gặp khó khăn hay là những gì đó trải nghiệm ha. Mình sẽ quay lại, mình sẽ chia sẻ lên trên đây ha mọi người ha. Anh em nào đang tìm hiểu dòng cá mô ly hoặc là đang có ý định nuôi dòng cá mô ly này thì có thể đăng ký kênh của mình để có thể cùng mình tập nuôi mô ly ha, thay vì mọi người mua về mọi người trải nghiệm trước, hay là sau đó thì có thể xem video của mình để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân ha, tại vì mình cũng chưa có biết gì về nó hết mọi người. Đấy, rồi ok, thì ngoài ra kênh của mình thì cũng đi thường đi tới tham quan cái trại ha, cái trại cá cũng như là nói chung những chủ đề liên quan về cá cảnh. Đấy, chủ yếu quay những video để cho mọi người xả stress cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm nuôi cá hay là những trải nghiệm nuôi cá cho mọi người ha. Rồi mọi người nếu thấy video hay và hữu ích, đặc biệt là cá đẹp nè, hay là quan tâm đến những dòng mô ly, muốn tìm hiểu thêm cái dòng cá này thì có thể cho mình xin một like ha. Hơn nữa nếu mà được hơn nữa thì cứ đăng ký kênh của mình ha. Nhấn nút đăng ký kênh của các bạn thì mình vô cùng biết ơn luôn. Đấy, mình cũng không biết nói gì khi mà anh em nào mà có xem video cũng như là xem tới cái đoạn cuối này á mọi người, thì cũng là những lời mình chia sẻ thôi mà. Và cũng muốn chia sẻ cái niềm đam mê nuôi cá cũng như là những cái trải nghiệm nuôi cá đến với mọi người thôi. Rồi video đến đây của mình xin kết thúc nha mọi người. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Nhớ đăng ký kênh của mình, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất nha mọi người. Bye bye mọi người.